Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường đi thăm bẫy rắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy này mình thăm cử này cũng 8 9 cử, 9 10 cử gì các bạn ơi, mình cũng hết nhớ rồi. Tại mình đặt 3 4 luồng bẫy đó cho nên giờ không nhớ rõ, thì luồng này mình đoán không lầm thì cũng cử thứ 8 thứ 9 gì các bạn. Thì luồng bẫy này bữa nay á mình đi thăm là 35 cái nha các bạn, mà trong 35 cái này mình cũng có chạy nền hết mười mấy cái đó các bạn. Có chạy nền số bẫy mới, điểm mới ha. Chứ luồng bẫy đã lâu thì mình để điểm hoài thì rắn nó chạy yếu lắm, nên mình có di về số đi đặt ở điểm mới. Thì bây giờ mình cũng ra tới điểm rồi, cũng để tránh mất thời gian các bạn. Giờ mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 35 cái ngày hôm nay, coi có con rắn nào khủng khủng không nha các bạn. Đằng trước đây là cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay luôn. Thì hành trang mình đây nha các bạn. Bẫy xe cua, chuột, lưới, túi đựng rắn với cái áo mưa nha các bạn. Dưới đây là cái bẫy đầu tiên của mình. Bữa nay mình thăm mấy cái bẫy mới chạy nền trước nè các bạn. Cái bẫy này như có dính nè, thấy nặng nặng nè, con gì đây? Rồi con hành mà hình như hành ba bạn ơi. Dướng thấy nặng nặng thử, nó bự. Phần nó thả dưới không? Hành ba cũng trọng nha các bạn. Rồi, để mình ra mình bắt luôn. Mới mở hàng cái đầu tiên. Làm con thành ba. Có dính cũng thấy vui nha bạn. Chung làm gì cũng vậy, mới mở hàng mà có dính là được rồi. Thành ba này cũng trọng. Thành ba này muốn nhì luôn. Con này có khả năng nó cũng được nhì bạn. Thấy nó bự, cũng bự nè. Con này nhịn không nổi bạn ơi, con này tầm cỡ 2 lần rưỡi. 2 lần rưỡi, 2 lần 7 nha bạn. Rắn này coi coi mà thấy cũng chì lắm. Rồi mở hàng cái đầu tiên làm con rắn 3 nha bạn. Hy vọng đi về tới là nó sẽ dính đều 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 như là im nha bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Mấy cái đầu tiên làm con rắn 3 cũng được, 3 2 lần rưỡi rồi, 2 lần rưỡi hơn 2 lần rưỡi. Giờ để mình đặt lại cái bẫy này. Đi tới cái tiếp theo. Như đây là cái bẫy thứ hai. Bẫy thứ hai thấy nhẹ que luôn. Rồi cái bẫy này hao chuột rồi. Bẫy này hao chuột nha bạn, để mình vô lúa vô chuột đặt lại bạn ơi. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy mình bữa nay chống chống lên. Rồi dính ngắn 3 bạn. Bẫy này mình cũng mới chạy nền. Tính ra chuột mới nhâm nhâm bịch lúa dính ngắn. Con này có bụng còn chì phì. Nãy con 3. Giờ con 3 nữa. Gắn ba chưa thấy gắn má. Động động ổng cái ổng ội mồi ra luôn bạn ơi. Con này nó mới vô. Động động cái nó ội mồi, để nó ội mồi xong nó ra nghe bạn. Tại bẫy mình mới 4 đêm mình thăm cho nên đa số động động là gắn nổi mồi. Rồi con này đâu chừng cỡ lạng lạng ngoài bạn ơi. Chắc đường cỡ lạng. Cởi có đỡ không vớt tiền chuột. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Nói chung mấy cái bẫy chạy nền mình thấy nó chạy hiệu quả bạn.
Còn mình để điện cũ á, mình đánh ăn chừng 5-6 cử, 6-7 cử cái gắn nó cũng giảm. Hồi ôi, thí ra cái con này hổ ngựa hay là hổ hành mà các bạn thấy cái phan lông chuột mà nó thải cỡ này nữa các bạn. Hết biết rồi, thằng khủng không đây, cũng khá là nặng nha các bạn. Bãi phân nè, hết biết rồi. Bịch lúa còn nguyên chăng luôn, tính ra mình đặt xuống là dính liền bạn. Còn hổ hành mà ngay, hồi ôi con hổ hành gì mà cái như bãi phân hết biết rồi. Tưởng đâu hàng khủng không chứ, bãi phân một bệt. Ngon lành nha bạn. Con gắn nhì sao mình thấy nặng lắm bạn. Hồi vô nó dính một cặp bạn ơi. Hình như hai con gắn nhì hay gì á. Thả phan lông chuột đầu này nữa nè. Quá đã. Đây mình xích lại đây mình bắt ra luôn. Phải lăn con chuột cho một bọt. Quá phê bạn ơi. Một cặp gắn nhì nha bạn. Hai con gắn nhì. Một con màu trắng trắng, còn một con màu đen. Hai con này 7-8 lạng nha bạn. Thải phan lông chuột một về nè. Đầu đây một về nữa nè. Quá ngon. Sướng nha bạn. Cỡ vậy đó là nó mau vô, mau nặng ký lắm nha bạn. Nãy giờ thì mới hai con ba. Con này hai gắn nhì nha bạn, chín cho một cặp. Phan nó thải một bệt. Quá khứ. Thải một con còn ngon nữa bạn. Nếu một con là được gắn nhất rồi đó. Cỡ gắn nhì cũng được nha bạn. Gắn nhì cũng có doanh thu. Vì doanh thu cũng cao rồi. Đúng rồi em, ra luôn em, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, con này tâm 3 lạng rưỡi 4 lạng nha bạn. 4 lạng đổ lại 3 lạng rưỡi đổ lên. Một con. Ra trong ỉ ỉ ỉ. Ồ, con này cũng cỡ đó bạn. Hai con này cỡ 7 lạng hơn 7 lạng. Cặp nha bạn. Quá đã bạn. Nó ông chạy thôi tới hội chạy chạy vậy bạn. Thì quê mình nói chung là cỡ này thì ông chạy cũng muốn gió bắt rồi nha bạn. Cho nên là gắn có khả năng nó sẽ vô cặp đó. Hổm gà mình đi thăm thì gắn cặp nó chạy lai gai đó. Nó chưa chạy mạnh thôi chứ chạy lai gai rồi đó. Hai con này hơn 7 lạng bạn. Ngon lành. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha bạn. Một cặp rồi đó, được hai con nhì, hai gắn ba đó. Mà hai gắn ba cũng chậm nha bạn. Con nó cũng muốn nhì luôn. Lại đây tán cho con cặp này nữa. Cái bãi này chạy cho hai con. Quá phê. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới các tiếp theo rồi. Mình đặt lại cái bãi này. Chính tỏ khu này là gắn còn im nha các bạn. Bạn thấy bịch lúa mình đặt xuống là con gắn nó chưa kịp ăn bịch lúa con chuột chứ. Chuột chưa ăn bịch lúa nữa là đã chạy gắn rồi đó. Rồi để mình đi tới các tiếp theo. Như đây mình cũng đặt cái bẫy. Bẫy trong que bạn. Ồ, cái bẫy này còn chuột luôn. Để mình vô lúa đặt lại. Hy vọng cứ sao. Rồi, để mình đi tới cái tiếp theo. Đây mình có cái bẫy mà. Cái bẫy này cử rồi mình thăm hình như là nó dính cái con. Nó không dính con gì bạn mà cái bẫy nó ngay chăng chỗ cái con. Cái con gì mà gắn chung đĩa rồi đó, nghe anh em kêu đó, mình thì mới gặp con đó. Cử rồi bạn. Còn cử này thì không biết làm sao. Cái bẫy hơi bịch để mình chen vô cái mà. Cử này dính được hành thôi. Hành cũng chậm nha bạn. Gắn nhị hay vậy? Chỗ này hay chẹt. Hồ gương gắn này làm như mới vô vậy, bụng còn chì phì nha bạn. Gắn nhị. Ngon lạnh. Rồi, lỡ là mình ngồi đây mình bắt ra luôn nha bạn. Gắn này hình như mới vô bằng cái bụng còn chì phì.
đi em. Gan nha bạn. Con này tầm 3 lần rưỡi, hơn 3 lần rưỡi nha bạn. Bụng còn chì phì nữa, ăn chuột mình mới chát. Này làm như gắn này mới đi về tối nha bạn. Gắn này 4 lần đủ lại, 3 lần rưỡi đủ lên. Bụng hết biết rồi. Bụng chăn ban. Ngon lành nha bạn. Con này nữa thì nãy giờ mình chưa có gắn nhất, chứ nãy giờ con này nữa cũng được 3 con gắn gì vậy đó bạn. 3 gắn gì cũng kiếm sống được nha bạn. Rồi bây giờ thì mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Con gì này là con gì thứ 3. Chứ đâu được 2-3 con gắn 3 gì đó, 2 gắn 3 hay gì đó. Mình đi thì nói chung là săn bắt muốn kiếm những con gắn trọng trọng như đó bạn. Cỡ này dưới gắn nhất ha, thì có doanh thu cao. Còn gắn 3 thì chủ yếu mình thả tiền chuột thôi. Để mình đặt lại cái bẫy này bạn ơi, đi tới cái tiếp theo. Đây mình cũng có cái bẫy. Đặt máy bẫy này gần máy lộ nên tiếng có ồn, các bạn thông cảm ha. Đặt đây mình kiếm đẳng. Rồi cái bẫy này có phần nữa nè các bạn. Bẫy này hí ra thấy có phần nha các bạn. Phần này không biết lớn nhỏ nè. Phần trắng từ. Cũng nhẹ không nặng không. Con hổng ngựa bạn ơi. Rồi. Con hổng hành ngon quá. Cảm bẫy cũng khá khá nặng đây. Nãy tưởng dướng cỏ không ngờ nó cũng nặng nặng bạn. Hồ, rồi con ngựa vàng. Ngựa vàng cũng chậm nha bạn. Đây. Con này con ngựa. Con ngựa màu vàng vàng này ngựa cái bạn. Nó không ngựa mà cái. Rồi gắn này thì nó đậu ngay, nó cũng không có độc nha bạn, nhưng mà nó cũng hung lắm, mình một tay cũng khó bắt ra. Để anh quay bạn xem mình bắt nó ra ha. Con này tầm cũng cỡ khoảng 6-7 lạng nha bạn. Chắc 7 lạng được á. Màu vàng. Phải con hổ hành ngon quá nha bạn. Mình thấy phân đó mình nghiền hổ hành không. Phải được con hổ hành thì vô rồi. Nếu hổ hành là được hổ hành nhất nha bạn. Tại cái dòng gắn hổ ngựa này bạn, đối với quê mình thì giá nó cũng mềm lắm nha bạn. Cho nên thì nói chung là mình đánh này mình hy vọng nó dính hổ hành. Hổ hành nó có tiền hơn. Còn hổ ngựa thì nói chung giá nó mềm lắm. Rồi bây giờ thì mình để mình bắt con gắn này ra nha bạn. Rồi mình đi tới cái tiếp theo. Tại do mình có một tay mình không quay cái lúc bắt con gắn này ra được nha bạn. Nó hung lắm, nó ra ngoài nó táp chạy trước mắt cọc. Con này nó sôi cái miệng nó cũng bấy hết. Rồi giờ để mình bắt ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trong đây mình có cái bẫy luôn. Bẫy mình đặt sát bức tường. Không có gì đây, đặt trong lỏng luôn. Ồ, dính hổ hành ba phân thải bệt. Xếp tàn bắt ra luôn. Ồ, rồi nó dính cho hai con mà ơi, hai con tí xíu. Con đâu được cỡ lạng mấy hay lạng, còn con tí tẳng nha. Nãy giờ chưa thấy gắn nhất nha bạn. Này có nhì không à. Rồi con đâu chừng lạng hả bạn ơi. Con này đâu cỡ lạng rưỡi hai lạng. Dính cho một cặp nha bạn. Phải thành một con cũng ngon. Nói chung bẫy chạy cũng im lắm bạn. Mà chưa thấy gắn nhất thôi, chứ nãy giờ gắn ba gắn nhì thì có rồi đó. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha bạn. Chung gắn chạy im quá. Hy vọng đi về tới nó chạy được diện hơi là trúng lúc nha bạn. Yêu cầu nó đạp một hai con ngắn nhất nữa là phải ăn mình liền. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo.
trước đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này từ lúc mình đặt tới giờ như nó cũng chưa dính rắn nào lớn hết mà. Chỉ tí không. Cái phân phiếu chân nữa rồi. Rồi, cái bẫy này còn chuột bạn ơi. Để mình tặng cho em nó bịt lúa. Bẫy này cử sao mà không dính nữa mình cuốn chạy nện mà. Bắt mấy gắn ba sao chưa thấy gắn nhiều nhất chứ. Rồi để mình đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy mà. Bẫy mình đặt ở dưới mé này. Lúc trước cái khu này người ta cho nước vô ngập chân. Còn có cái đống bắp đây. Bắp ta thu hoạch xong chắc thì mé. Bẫy này như mình thấy có phân mà. Lắng láng. Nặng nặng nha, còn gì đây. Hy vọng còn hành chứ đừng có ngựa nha. Hờ ơn hổ hành bạn ơi. Quá đã bạn ơi. Hình như con hành nhất nha bạn. Cầm cái bẫy khá là nặng á. Để anh xích đèn bắt mình được. Chỗ đây người ta đang bơm nước các bạn. Cho tiếng hơi ồn các bạn không cảnh ha. Quá phơi bạn ơi. Hành nhất nha bạn. Cầm cái bẫy khá là nặng. Trời ơi, hình như cái bẫy này nó chạy một cặp hả vậy bạn ơi. Mình thấy nặng lắm mà gắn cũng không lớn hung nha bạn. Gắn thì mình đón cỡ tầm cỡ 7 lạng ha. Gắn nhất cỡ 7 lạng nha. Sao cầm bẫy nặng lắm. Cầm bẫy cả ký á. Để mình tháo gần cái nha bạn. Trời ơi, chạy cho hai con một lượt bạn ơi. Con nó phải một bệt nè bạn. Xanh xanh nè. Nhắm nhắm. Hai con, một con ngắn nhất, một con ngắn nhì nha bạn. Quá đã. Con ngắn nhì đâu cũng cỡ 3 lạng mấy, 4 lạng mà. Chắc cỡ 4 lạng, ngắn nhì cũng trọng lắm. Còn một con nhất. Con nhất thì cũng cỡ 6 7 lạng vậy bạn. Cỡ 7 lạng. Một cặp nói chung quá phê nha bạn. Chạy vậy nè mình mới mấy sướng sướng nè bạn. Nói chung quê mình mấy hôm nay mình thấy có tình hình là gắn chạy gắn cặp nha bạn. Đi hổm gài cử nào cũng có một cặp đâu đó, một cặp hai cặp đó. Nãy giờ chúng chạy mấy cặp đó bạn. Cặp kia nãy cũng có được cặp nhì ha. Nhưng cặp ba tính giờ bữa nay gắn nó chạy cặp cũng lai gai lai gai. Tại quê mình thì hướng sắp tới đây là bắt đầu vô mùa gắn cặp rồi nha bạn. Nãy giờ mình cũng được nhiêu đây bạn. Trong đây nãy giờ mình cũng được ba con gắn nhì nha bạn. Chứ đâu mấy gắn ba vậy. Còn tới đây thì được con nhì nữa. Con nhì này nữa bốn con nhì luôn bạn. Bốn con nhị con nhất là thấy sống khỏe nha bạn. Còn ngắn ba với con ngựa thì coi như phá tiền chuột. Ở gần đây người ta có đang ca hát vậy bạn. Cho nên mình nói tiếng hơi lớn lớn á. Lắng tiếng nhạc nha bạn. Để giúp nhạc đâu. Thì quay này có khúc á thì mình cũng quay được. Có khúc á thì nhiều khi người ta ca hát quá bạn. Mình cũng hơi khó quay. Mình cũng tưng theo chính thủ của, chính sách của YouTube bạn. Để nhiều khi dính nhạc rồi về mình xử lý rắc rối. Dạ đi em. Dạ. Con này gắn nhì nữa bạn, gắn nhì này cỡ 4 lạng, 4 lạng rưỡi bạn ơi. Này con nhất nè bạn. Con nhất này mình đón cỡ 6 lạng rưỡi 7 lạng nha bạn, chứ không quá khủng. Chắc được cỡ 7 lạng. Còn con gắn nhì thì được đâu ở gần nửa ký chứ không nổi nửa ký quá. Chắc cỡ 4 lạng nửa ký đó bạn. 4 lạng hơn, 4 lạng nửa ký. Để mình lấy cái quay bằng xem nè, mình có bằng tay mình cầm không sợ gì nữa không? Hai con đã không bạn, cặp luôn ha. Chạy vậy mới đã đâu bạn. Tình hình này mấy luồng bẫy sắp tới của mình là có khả năng gắn cặp chạy mạnh đó bạn. Tại vì thời tiết này gắn nó chịu đi cặp rồi là bắt đầu nó đi mạnh nha bạn. Rồi bạn ơi, giờ để mình bỏ vô bạn. Ở trước người ta ca hát dê dê để dính nhạc nó cong ha. Nói chung quá phơi với cặp gắn này bạn. Cặp gắn này là sống khỏe ha. Hai con này chắc cỡ cứng 1 ký nha bạn. Ký 1, ký 2 gì đó. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Quá phơi. Đây mình có đặt cái bẫy lớn luôn. Lớn này mình neo bắt mấy con hèo mà. Không thấy dính nha bạn. Chạy mấy con gắn nhỏ nhỏ không. Còn mấy gắn bự làm như khôn không vô. Trời ơi. Cái bẫy này nó hao chuột hay gì vậy bạn ơi. Vô con gắn mối nữa kìa. Rồi để mình vô chuột đặt lại cái bẫy này nữa. Tiếp tục neo thử coi sao nha bạn. Còn cử sao không dính nó chắc mình cuốn luôn. Cái bẫy đằng trước này mấy lúc trước mình thăm.
Cái cự trước nó dính được còn ngắn nhất, cái lâu hết sức nó cũng không dính nữa. Thôi, thí ra thấy hổ hạnh nằm bà. Thí thấy cưng không bà? Cái này hổ hạnh gì, há ba gì nữa bà. Phăng thải bệt nè. Con này chắc có khả năng nhiều nữa bà. Nằm đã à? Rồi, để mình tranh thủ bắt ra luôn. Phăng thải một bệt. Anh bắt ra có được nhì không các bạn? Con này chắc có nhì cũng không lớn hơn quá, cỡ 3 lạng. 3 lạng sao không được 3 lạng, chắc đến 3 quá. Ra đi em. Con ngại ngùng gì nữa. Ra nha bạn. Đúng rồi, ra đi, đúng rồi. Con này gần nhì chứ chắc nhì không nổi bạn. Con này chắc mình đón có khoảng 2 lần rưỡi, 2 lần 7 gì. Mẹ gắn 3, tầm cỡ 2 lần rưỡi nha bạn. Gắn 3 bữa nay chạy cũng gắn cũng đỡ đỡ bạn. Nãy giờ chạy như gắn 3 có 1 con nhỏ nhỏ thôi, còn nhiều cũng trọng trọng không bạn. Nãy giờ thì thành quả mình cũng ngon lắm. Hy vọng đi về tới hốt con hay con nhất nữa là khỏe mình liền các bạn. Nãy giờ thì mới được có con nhất à. Con nhất chứ đâu 4 gắn nhì. Nhưng số gắn 3. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đặt lại cái bãi này đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Đi đây mình cũng có cái bãi. Thôi, cái bãi này thí ra thấy có phần rồi. Phần không biết lớn nhỏ, bảy phần cũng bự lắm nữa bạn, chẳng thiếu một dùng, cũng nhẹ bạn. Con gì đây? Hổ hạnh. Thôi con này cũng có ăn được nhì nha bạn, cũng khá nặng. Rồi con gắn nhị bạn này. Phân nó tháng bạch đây. Con nhì này cũng chậm nha bạn. Con nhì này nữa mình cũng 5 con nhì. Đi cử mà 5 con nhì, con nhất là thấy đủ sống rồi đó bạn. Thôi. Con này tầm cả 3 lần gửi, hơn 3 lần gửi rồi. Thấy cái bụng làm như còn phì phì, làm như còn màu gì nữa chứ. Rồi, con này còn cái bụng cũng còn phì phì nữa bạn. Con này chắc tầm 3 lần gửi. Gắn mà trong bẫy nó mới ra thì nó sẽ ịt vô tay mình với bạn. 3 lần gửi ngon lành nha bạn. Bụng còn phì phì nè. Làm như nó mới vô năng con chuột của mình, chưa tiêu hóa xong. Gắn này mình thấy làm như hiện tượng là nó mới đi đây nha bạn. Mới đi 1-2 đêm nay nè. Thì bẫy của mình á, thông thường là 4 đêm mình thăm một cử. Cho nên thì gắn tỷ lệ nó còn chuột ở trong bụng rất là cao quá. Khi con nào nó dính lâu á, nó ăn tiêu quá xong nó thải phân nó nhiều nữa. Còn nhiều nhầm con nhiều khi nó chưa kịp thải phân luôn. Tại mình đi thăm sớm. Mình đây mình tranh thủ đi thăm lắm, nhưng mình siêng lắm. 4 đêm là mình thăm, 4 đêm là mình thăm. Rồi, bây giờ mình bỏ vô, đi tới cái tiếp theo các bạn. Con nhì này nữa là mình cũng được 5 con gắn nhì rồi đó. 5 con nhì, con nhất rồi đó. Nhưng mới gắn 3. Rồi giờ để mình vô chuột đặt lại cái bãi này. Dưới đây mình cũng có đặt cái bẫy. Nó quậy ha. Bẫy cho một đống lúa. Rồi, cái bẫy này còn chuột bạn ơi, để mình vô lúa đặt lại. Hy vọng cử sao đi tới cái những cái bẫy còn lại.
Mình về khu này còn 4 năm cá bẫy nữa, hết bẫy rồi. Đặt dưới đây một cái. Nhỏ que à. Thôi, cái bẫy này còn chuột bạn ơi, để mình vô lúa đặt lại. Mình còn hai cái bẫy nữa, hết bẫy mà. Cái trước này với cái nữa hết. Giờ này quê mình chẳng hát nắng quá. Rồi, cái bãi này hí ra thấy có phân nữa bạn, phân chỗ đầu hôm nữa bạn, phân trắng trắng nha. Bãi cũng khá nặng bạn ơi. Hồ rồi còn hành nhất hay gì nha bạn. Em lấy lên cái quá đã bạn ơi, còn ngắn nhất nha bạn. Để mình xích vô mát một cái. Chỗ này nắng quá, có cái bông cây nhỏ đây mình núp vô đằng bắt ngắn ra luôn bạn. Gắn này khá là nặng bạn ơi, phê không bạn, một cục nha bạn. Mà trời ơi, hình như chạy hai con bạn, con đậu tí xíu nữa nè, con đầu nhỏ xíu nữa. Giờ cá bẫy này chạy hai con bạn ơi, con gắn ba tí xíu à. Bữa nay nói chung gắn cặp chạy cũng thấy ham á, sớm giờ tính ra không là cặp này nó như 4 cặp rồi. Sớm thì được nha. Hồi ơi, cái bẫy này nó chạy cho 3 con bạn ơi. Hồi ơi, một con gắn 3, một con gắn nhất, một con gắn nhì. Con gắn 3 thì có tí tẳng nha bạn. Quá đã. Bữa nay gắn cặp chạy nói chung thấy ham bạn. Sớm giờ chạy cái này nữa hình như là 4 cặp rồi bạn. Đúng rồi, mới một cặp gắn nhì, một cặp con nhất, một con nhì. Với cặp này con nhất, một con nhì. Cặp này thì nói cặp chứ cái này tới 3 lần nha bạn. Mà gắn 3 này chút xíu, gắn 3 này chắc nữa mình cũng thả nha bạn. 3 này nhỏ xíu à. 3 đâu chừng nửa lạng à. Con gắn nhì trọng, gắn nhì với gắn nhất. Con nhất này thì không quá khủng nha bạn. Con nhất này mình đón cỡ 6 lạng, 7 lạng đâu lại, 6 lạng đâu lên. Cỡ gắn nhất nãy. Quá phê bạn ơi, chạy cỡ này gì mới sướng sướng nha bạn. Mình còn cũng cá bẫy nữa hết rồi, phân thải đầu này bạn. Thông thường mà phân xanh xanh mà nhám nhám gì các bạn là chắc lội gắn bự nha bạn. Phân lông chuột nhiều khi còn gắn nhỏ. Cái còn phân xanh nhám nhám là chắc lội. Rồi, để mình ngồi đây mình nghỉ mát cho mình bắt ban gắn này ra cái này. Mình thăm cái bẫy cuối nữa, thả về nha bạn. Hôm nào ngày sớm giờ mình cũng được một túi gì nữa bạn. Khá là ngon nữa bạn. Này như trúng mánh nữa đó bạn ơi. Trúng mánh, gắn cặp chạy thấy ham nha bạn. Bữa nay chạy 4 cặp một lượt. Hướng sắp tới đây là quê mình đón là dặn tóc gắn cặp bắt đầu đi nha bạn. Bắt đầu xuất hiện mạnh đó. Có khả năng tu sao như luồng bẫy này, tu sao có khả năng gắn cặp chạy nữa. Tại thông thường á, cái mùa của con gắn cặp nó đi bắt cặp bạn, nó dễ vô cặp lắm, nó vô 2 con 3 con luôn, có nhiều chạy gom vô bẫy nó hết không chừng các bạn. Nó đánh theo cái mùi tiết của loài gắn đó bạn, chứ không phải là nó ăn màu chuột. Khi một con vô rồi mà nó đái ỉa chổng, mấy con khác là nó đánh mùi được là nó lại nó vô nữa bạn, vô nào cứng bẫy thôi. Khu nào có nhiêu là vô nhiêu. Quá phê bạn ơi. Này con nhất, con nhì, con ba. Rồi để mình bắt ra. Bữa nay gắn nhất thì không bự bằng mấy cử trước bạn, mấy cử trước mình đi gắn nhất cũng trọng trọng không à. Bữa nay gắn nhất không lớn không, gắn nhất 6 lạng, 7 lạng đổ lại, 6 lạng đổ lên. Có bữa nay chạy gắn nhì nhiều. Bữa nay con nhì này nữa hình như là 5-6 con nhì vậy bạn. 6 con nhì thứ 6 rồi đó. Ba dưới em ba đó mình cũng thả nhỏ quá, con từ hàng lạng trở lên lạng ngoài rồi mình không bắt. Dạ đen rồi, gắn ba đó mình thả cho đi đi nha bạn, cho lớn đi bắt 2 con, con nhất con nhì được rồi. Bẫy này chạy cho 3 con. Con nhất ra nha bạn. Con nhất này tầm cỡ 6 lần gử hả bạn ơi, 6 lần gử 7 lạng độ lại, 6 lần gử chắc được, 6 lần gử chứ 7 lạng không nổi đâu. Bông lộng ha.
con ngắn nhì. Con ngắn nhì nó chắc cỡ 4 lạng mà. Ngon lạnh mà. Cặp gắn đã không à. Nói chung bữa nay chạy cặp này nó 4 cặp nha bạn. 4 cặp mà 9 gắn á. Có con nó chạy, có cái này nãy chạy 3 con nè bạn, mình thả con này, con nhỏ ha. Ôi vô nút phê. Con cặp chạy đã nha bạn. Cặp gì bắt đã tay lắm. Rồi bây giờ thì mình cũng bỏ nó vô bạn, rồi mình đi thăm cái bẫy cuối cùng nha bạn. Nếu cái bẫy cuối cùng nó có dính á thì mình quay chia sẻ với các bạn. Còn nếu nó không có dính á thì mình thả về nhà các bạn, thả về nhà mình tổng kết thành quả. Chứ nếu mình quay từ cái á nó mất thời gian hoàn, chứ còn phần nó dễ lộ điểm bẫy lắm bạn. Mình bẫy đặt bẫy đây, nói chung mình ít quay những cái bẫy không dính á. Mình có quay đi nữa mình cũng cắt bỏ bớt cho để cái video nó dài một phần, còn phần dễ mắc bẫy nha bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái cuối bạn ơi. Có dính mình quay chia sẻ tiếp, không có dính mình thả về nhà mình tổng kết thành quả. Quá phê. Cái cặp gắn này luôn. Rồi mình cũng vừa về tới trại mình nha các bạn. Nói chung cái bẫy cuối nó cũng không dính. Thấy vậy mình cũng không có quay nha các bạn. Thì mình vừa tới về tới trại, mình ở đây săn bắt ít nhiều gì mình cũng cần đóng kết thành quả bạn xem cái ha. Nói chung bữa nay trúng nữa bạn. Bữa nay á cũng một túi vậy nha các bạn. Chung thăm 35 cái bẫy mà vậy là ngon lắm bạn, tại mình có chạy nền được một số đó. Chạy nền đâu được cũng mười mấy cái đó. Nó cũng chạy đỡ lắm bạn. Bữa nay bẫy cũ nó cũng chạy mà bẫy mới chạy nền nó cũng chạy nữa bạn. Bữa nay gắn mình thấy có tình có hiện tượng là nó bắt đầu nó sẽ bắt cặp đó bạn. Bữa nay không mình thăm có 4 cái bẫy nha bạn, có 4 cái bẫy đó là cả nhiên nó chạy không là 9 con gắn đó bạn, mà mình thả con lấy được 8 con. Được thì thành quả bữa nay mình được 6 con gắn nhì, 2 con gắn nhất. 6 con nhì, 2 con nhất với con hổ ngựa với mới gắn 3 nha bạn, cũng một túi nữa bạn. Quá phê nha bạn. Nhì bữa nay thì nó không quá khủng bạn, nó từ khoảng 3 lạng rưỡi, 4 lạng hơn 4 lạng chút gì à, 3 lạng rưỡi, 4 lạng, 3 lạng rưỡi, 4 lạng à. 2 con nhất cũng vậy bạn, 2 con nhất con cỡ 7 lạng, 6 lạng đâu lên, 7 lạng đâu lại thôi. Chứ nó không quá khủng như mấy cử trước bạn. Mấy cử trước thì gắn già nó chạy nhiều bạn. Còn 8-9 lạng, 8-9 lạng không à. Còn bữa nay thì nó chạy không được vậy nhưng mà cũng được nha bạn. Nói chung vô 600 gram lấy gắn nhất là cũng im rồi bạn ơi. Để mình căng ra được nhiêu nha bạn. Chà, bữa nay cũng muốn quắt căng nữa nè bạn ơi. Còn căng được nha bạn. Mới có 5,2 kg là còn căng được. Gần 5,3 kg bạn ơi. Mình trừ cái túi 100 gram cũng còn 5,2 kg nha bạn. Ngon lạnh bạn ơi. Trúng mánh nữa. Tiếp tục trúng mánh như luồng bẫy 35 cái nha bạn, 35 cái mà chạy 5 kg mấy, 5 kg 2 đó. Được đâu 6 con nhì, 2 con nhất với mới thành 3 thì để mình mở mình quay bạn xem ha. Trong đây có con hổ ngựa mình sợ nó nhào ra quá. Tại hổ ngựa nó lẹ lắm nha bạn. Nói chung là gắn cặp bữa nay chạy thấy ham bạn. Hổm gà mình đi thăm thì nó chạy một cử một cặp, hai cặp là dữ lắm nha bạn. Bữa nay thì nó chạy cho tới 4 cặp lần bạn, 4 cái bẫy lần mà chạy 9 con. Nhưng mình tính như 4 cặp thì tại mình thả một con à. Mà trong khi đó có một cặp nhỏ thôi, có một cặp nhỏ gắn 3, còn một cặp thì con nhất, con nhì, con nhất, con nhì, rồi cặp, cặp nhì luôn nữa bạn. Tính ra chạy 4 cái bẫy đó không là xứng đáng đồng tiền mà. Đây, để mình quay bạn xem. Thành quả của mình đây nha bạn. Chung là trúng mánh. Này trúng, muốn trúng đậm rồi bạn. 35 cái bẫy, con số còn ở điểm cũ nữa, vậy mà nó chạy cũng mạnh lắm bạn. Hôm nay gắn chạy lại mình thấy có hiện tượng là những luồng bẫy sắp tới mình tham có khả năng trúng đó bạn. Cử sao mấy luồng bẫy này nó trúng đó bạn. Còn cử này thì còn chưa chắc ăn chứ cử sao á. Tại gió nó vừa quê mình thì về trại cũng vừa chuyển gió nhẹ nha bạn. Chuyển gió nhẹ chưa có mạnh hung. Cho nên gắn lớn nhiều khi nó chưa đi mạnh đó. Chơi tới hồi mà chuyển gió mạnh mạnh gắn lớn nó đi mạnh lắm. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.